Học. Cho nó học em ạ. Tầm này thầy chỉ cho học thôi. Mọi thứ đều khỏe, nhưng học lại không khỏe. Cái chỗ cần khỏe nhất thì lại không khỏe. Cái chỗ mà không khỏe thì lại cứ khỏe. Là đời éo le. Hello, chào các bạn nhá. Chào các bạn các em. Các bạn cho thầy một chia sẻ nhá. Ok. Rất cảm ơn các bạn. Cảm ơn từng nút like, nút chia sẻ, nút comment của em. Ok, chúng ta phấn đấu hôm nay phá kỷ lục hôm qua đi. Hôm qua là 1200, hôm nay là hôm qua là có ấy, hôm qua là có động đất như 1200 các bạn, nay cũng động đất có được không? Ok, 3 phút nữa sẽ lại, rất chờ đợi các tên chia sẻ của em. Ok. À, 30 giây cho quảng cáo, hiện tại B-School đang có các chương trình ưu đãi khóa học nhân dịp sinh nhật của B-School. À, các bạn là 2K3, 2K4 mà muốn đăng ký hay là muốn vào đội của thầy Ngọc Anh thì có thể đăng ký nhá. Các em 2K3, 2K4. Ok chưa nhỉ? Rồi. Rồi, vô đi. Tốc độ thì hơi kiểu động đất. Rất mong các bạn cho thầy một tên chia sẻ để hôm nay chúng ta phá kỷ lục của ngày hôm qua. Ngày hôm qua là 1200 người, hôm nay là có phải lên được 1500 người không? Đấy chưa? Và đề hôm nay sẽ chữa đến khoảng độ tầm 9 điểm, 9 điểm rưỡi. Nói chung là tùy thời lượng chương trình. Bởi vì 1 giờ 15 thầy phải đi ngủ một tí. Thì ra gọi đi ngủ, trời đi ngủ mà gọi là nằm nghỉ trưa một chút. Để từ giờ đến chiều tối thầy còn làm khá nhiều việc. Ok. Link đề này các bạn chỉ việc cần để lại comment nhé, được chưa? Các bạn chỉ cần để lại comment thôi là sẽ gọi là các bạn chỉ cần comment một cái gì đấy thôi là sẽ ok, sẽ được gửi tất cả các đề nhá, được chưa nhờ? Chỉ cần comment lại thôi, được chưa? Chỉ cần comment hoặc các bạn nhắn tin về fanpage ấy, được chưa? Nó sẽ gọi, tức là sau cái livestream mình sẽ tự động gửi cho các bạn. Đây một chút. Đỗ ơi, em đẩy chatbot rồi gửi đề cho học sinh luôn nhá. Học sinh nó bảo không có đề. Đấy, bảo cú đỗ rồi, cú đỗ sẽ tay to, đấy chưa? Ok, chào tất cả các em nhá, được rồi, hôm nay phá kỷ lục nhá. Phá kỷ lục nào các em ơi. Ok. Tối thầy ngủ muộn. Thầy là VNA, biệt danh là người không ngủ, đấy chưa? Người không ngủ, có bạn nào đặt cho thầy biệt danh đấy đấy? Người không ngủ, được rồi. Bắt đầu chúng ta chiến từ những câu đầu tiên, đấy chưa các em nhỉ? Nào, bạn nào đã sẵn sàng chiến trong buổi trưa ngày hôm nay, các em comment SS. Đấy nhỉ? Comment SS. Ok, nào, sẵn sàng chưa? Nào. Ok, trưa nay mà đứa nào làm sai là bị bắn này, đấy chưa? Ok, thầy có quả súng huyền thoại rồi. Đấy chưa? Trưa nay đứa nào làm sai là ăn bắn này. Ok. Sai đi, được chưa? Sai một lần đi để ngày mai đi thi không sai nữa. Ok chưa nhỉ? Rồi, chiến nhá. Rồi, quất nha. Rồi, anh em ơi. Ôi, uống phát thuốc đắng quá. Bây giờ giọng nó vẫn chưa ngọt lại. Cần một tên cháo hành. À nhầm, cần một tên kẹo ngậm. Nào. Câu 1, câu 2. Chiến luôn. Câu 1, câu 2 chiến luôn. Nào. Hôm nay phá kỷ lục đi các em ơi. Sao hơi khó mà có động đất thì phá kỷ lục châu này hơi khó không ạ? Nào, vô. Cú đỗ gửi cho các cháu đi. Rồi ôi. Nào. Cứ sai đi để ngày mai không sai nữa. Rồi ôi. Cứ sai đi để cuộc đời cho ăn xít. Trời ơi.
Nào, câu số 1. Câu số 1 nào. Lần lượt gọi ND, NV, NT, lần lượt là chiết xuất của đỏ, vàng, tím. Chọn đáp án đúng. Chiết xuất của tím sẽ là lớn nhất, sau đó tới vàng, rồi tới đỏ. Đấy chưa? Đấy, trong cùng một môi trường, tần số tia nào càng lớn thì chiết xuất của môi trường với tia đó là càng lớn. Được chưa? Nhớ chưa các bạn nhá? Đề thanh tường lần 4, đây là đề chính thức của trung tâm thanh tường lần 4. Được chưa? Nhá. Alo. Anh bảo chị Vân rồi mà. Thế anh đang livestream nha, gọi sau nha. Ok. Đề của thanh tường lần 4 nha. Các bạn lưu ý, trong một môi trường chiết xuất của thì các bạn nhớ, môi trường đối với ánh sáng có tần số lớn thì chiết xuất ra lớn. Tím là mạnh nhất và chiết xuất là mạnh nhất chưa? Sự lớn nhất chưa? Ok nhá. Đấy, tím, tràm, lam, lục vàng, cam, đỏ, chiết xuất của nó sẽ giảm dần theo thời theo tần số. Ok chưa? Câu số 2, bộ phận giảm sóc là ứng dụng của dao động gì? Ứng dụng của giảm sóc đó chính là dao động tắt dần. Nhiều bạn không biết cái này đâu. Đấy chưa? Bởi vì khi kem đi qua chỗ sóc ấy thì nó tạo ra một cái gì các bạn nhỉ? Một cái biên độ lớn ở trong lò xo. Và khi mà lò xo nén lại như vậy nó sẽ bật lên rất nhanh. Và cái piston ở trong cái giảm sóc nó sẽ có xu hướng kéo chậm lại cái biên độ đấy, để cho biên độ nó sẽ không bật lại nhanh. Đấy chưa? Nó sẽ tắt dần cái biên độ của cái lò xo đi. Được chưa? Cái piston ở bên trong cái giảm sóc nó mới đắt tiền và quan trọng các bạn nhá. Rồi, đó là câu số 2. Câu số 3, các bạn biết luôn là tính bước sóng trong một phương trình sóng và tính bước sóng đúng không? Nhiều bạn sẽ đi tính tốc độ truyền sóng, bạn thấy là 40p chia cho 8p là tốc độ truyền sóng bằng 5m trên 1 giây. Đó, tốc độ là 5m, các bạn đừng khoanh nhầm cái này nhá. Tốc độ là 5m trên 1 giây. Người ta hỏi bước sóng cơ, các bạn phải chia thầy lambda nữa. Lambda của chúng ta là bằng cái gì các bạn nhỉ? Bằng 20, đúng không ạ? 5.000 mà chia cho 20. 5.000. Từ từ, bấm phát cho nó tự tin, đậu xanh máy tính rồi. 5.000 chia cho 20, 25 hay sao các bạn nhỉ? Từ từ, bấm cho tự tin nhá. Anh em đợi tôi chút. Giờ đi thi là phải chắc bài không ạ? Đấy, giờ đi thi là phải chắc bài. 5m nó chỉ là gì các bạn nhỉ? Tốc độ thôi, không được khoanh d đâu nhá. 5.000 mà chia cho 20. Okay, đậu xanh, từ từ. 500 chia cho 20 chứ đúng không? Bằng 25 cm. Đáp án là C chính xác. Thấy chưa? 500 chia cho 20 nhá. Đây, máy tính không biết nói dối. Được không ạ nhỉ? Chính xác nhá, đáp án C. Tại một điểm trên sóng điện từ, cảm ứng từ và cường độ điện trường biến thiên là gì các bạn nhỉ? Cùng pha, E và B là vuông phương nhưng cùng pha. Đứa nào mà còn nhầm câu này nữa thì thôi đấy nhá. Đúng chưa? Tiếp. Câu số 5. Cường độ dòng điện 2A chạy qua một cuộn cảm L bằng 4mH. Được chưa? Cường độ giảm về 0 trong khoảng thời gian là 0,2 giây thì xuất điện động tự cảm trung bình là bao nhiêu? Các biết luôn này, xuất điện động tự cảm trung bình, các bạn nhớ thầy công thức tính của nó nha. Xuất điện động tự cảm trong lòng ống dây thì biết rồi, E tự cảm của chúng ta, nghe chưa? Nó chính bằng L nhân với được là delta I chia cho delta T. Công thức này rất là quen thuộc, được chưa các bạn nhỉ? Vậy thì L các bạn là 4mH rồi, được chưa nhỉ? 4 nhân đến 10 mũ trừ 3. Hôm qua chúng công bố cột à? Chúng có 4 cột à? Ok. 2 chia cho 0,2. Rồi. 4 nhân đấy 10 mũ trừ 5 tức là bao nhiêu các bạn nhỉ? 40mH đúng không nhỉ? Từ từ. À, milivolt đúng không nhỉ? Có vẻ nó sai nhỉ? À. Đây. 4 nhân với lại 0,04. Ok được rồi. Bấm nhầm. D nhá. Ok vậy. Lạc. Ngoài thử thức hơi muộn. Lấy L là 4 nhân 10 mũ trừ 3 nhân với Y giảm về 0. 2 mà giảm về 0. Ôi, sốc đắng quá. 2 mà giảm về 0 thì độ biến thiên là 2 cho các em. 2 chia cho 0,2 là đáp án D nhá. Rồi, câu số 6. Tia nào sau đây được dùng để sấy khô sưởi ấm? Đó là tia gì các bạn nhỉ? Tia hồng ngoại là được sấy khô sưởi ấm chưa? Rồi, câu số 7. R bằng 5 ohm mắc vào nguồn điện 6V điện trở trong 1 ohm. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Các bạn làm cẩn thận câu này nhá. Người ta hỏi là hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện, tức là hiệu điện thế bên ngoài chứ các bạn nhỉ?
các bạn tính cho y hộ thầy nhá. Y của chúng ta nó bằng cái gì các bạn nhỉ? Bằng e chia cho tổng trở của cả mạch, đúng không ạ? R lớn cộng với r nhỏ bằng 1, đúng không? Chúng ta có được y của mạch của chúng ta đã là bằng gì các bạn nhỉ? Bằng 1 ampere. Đây là y của mạch nhá. Vậy thì cực của chúng ta hiệu đến hai cực của nguồn là hiệu đến thế mạch ngoài chưa? Hiệu đến thế mạch ngoài chỉ bằng y nhân với r ngoài thôi là bằng 5V. Đáp án là D chính xác. Xong chưa nhỉ? Nha. Đây, áp dụng định luật ôm với toàn mạch là các bạn ra y, lấy y nhân với r ngoài là ra u ngoài. Đáp án D là chính xác. Câu 7 là D chưa? Rồi nhá. Câu số 8, nguyên tắc nguyên tắc hoạt động. Thầy bị thuốc đắng quá. Nó không nói được. Kháng sinh đắng thật. Nào, nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha là dựa trên hiện tượng gì các bạn nhỉ? Cảm ứng điện từ chưa? Đáp án B là chính xác. Lực kéo về F bằng trừ KX chưa? Cái này dạy nhiều rồi nhá. Đáp án A là chính xác. Câu số 10, giá trị DF hiệu dụng 220V. Đáp án D chính xác chưa? Tần số của mạch LC 1/2π căn LC chưa? Đáp án A chính xác chưa? Trong giao thoa sóng cơ, hai điểm cực đại gần nhau nhất có vị trí cân bằng cách nhau lambda trên 2. Nhớ nhá, trong giao thoa sóng nó giống như kiểu là trong sóng rừng ấy, thì hai bụng liên tiếp cách nhau gần nhất là lambda trên 2. Thì đây hai điểm cực đại gần nhất cũng cách nhau lambda trên 2, nhưng đây là trên đoạn thẳng nối hai nguồn. Bởi vì cái hyperbol bị thắt lại ở cái đoạn thẳng nối hai nguồn, nghe chưa? Thì gần nhau nhất là lambda trên 2. Xong nhá. Ok chưa? Thầy nhiễm COVID. Rồi, đấy. Chúng ta đã có được 3 điểm trong đề của trung tâm luyện thi thanh tường. Ok nhỉ? 3 điểm. Ok. Nha, tiếp tục. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch, các bạn nhìn luôn, U hiệu dụng là 100 căn 2, ZC là bằng 100. 100 căn 2 chia 100 thì Y hiệu dụng của các bạn là bao nhiêu các bạn nhỉ? Căn 2 ampere. Đáp án A là chính xác. Câu số 14, đại lượng nào sau đây không phải đặc trưng sinh lý? Đặc trưng sinh lý nó sẽ không liên quan đến tần số. Các bạn nhìn thấy rồi, tần số nhìn đọc cái tần số thôi, đúng không? Nó đã sặc mùi vật lý rồi, nghe chưa? Tần số rồi là mức cường độ hay là đồ thị, nó chính là đặc trưng vật lý. Xong chưa? Rồi ôi, các bạn cho thầy một tấc chia sẻ thôi để chúng ta lên được 1.000 nào. Ok, gần 1.000 rồi, 970 rồi. Nào, chu kỳ dao động, đúng không ạ? T bằng omega, 2pi trên omega, 0,5 giây, vui quá tí lát. Thấy chưa? Câu 15 đoán C. Câu 16, chính thức 4 điểm nào, đỗ tốt nghiệp nào. P bằng UI cos phi, công thức này đơn giản, đúng không? 4 điểm rồi nhá, ok nhá. Rồi, chia sẻ lên 1.000. Wow, 1.000 thật này, wow, 1.000 tròn trĩnh luôn này. Wow. Ôi, thầy không chụp được cái số 1.000 tròn rồi. Con số 1.000 tròn đẹp thực sự. Nào, khi nguyên tử chuyển từ âm 0,85 sang âm 3,4, đây là nó về mức gì các bạn nhỉ? Thấp hơn. Thấp hơn thì phải phát ra, được chưa nhỉ? Phát ra, đúng không nhỉ? Phát ra và chỉ phát ra cái gì các bạn nhỉ? Phát ra một hạt photon thôi, chứ không phải một chùm hạt photon, nghe chưa nhỉ? Nó phát ra một hạt photon thôi các bạn nhé, được chưa? Bởi vì một hạt photon đó sẽ mang năng lượng bằng hiệu của hai mức. Câu 17 đáp án A là chính xác, nhớ chưa? Nó phát ra một hạt photon thôi, bởi vì nó phát ra là dưới dạng photon, tức là đơn sắc. Thế chưa? Chùm hạt này thì chưa chắc đã đơn sắc. Thế chưa? Nó phát ra một hạt photon thôi. Thế chưa? Đáp án A nha. 17A nha. Rồi, nhưng mà không phát được kỷ lục hôm qua rồi. Câu số 18. Lambda bằng 0,4-0,6 trên màn quan sát có hiệu là 9 micromet tại điểm M. Có cái gì? Các bạn nhìn luôn, các bạn lấy cái hiệu quang lộ này này chia cho 0,4. Các bạn lấy đi nào, 9 mà chia cho 0,4, đúng không? Như kiểu D1 trừ D2 bằng K lambda. Nếu K là số nguyên thì là vân lồi, K là số bán nguyên thì là vân lõm, đúng chưa? Các bạn lấy 9 mà chia cho 0,4, nó ra một số bán nguyên chưa? Thì tại điểm này thì sẽ là 1 cho vân tối. Lấy 9 chia cho 0,6, nó ra số 15 chưa? 1 cho vân tối và 2 cho vân sáng chưa? Câu 18 này đáp án gì các bạn nhỉ? C chính xác. Các bạn có nhớ công thức của giao toa sóng không? D1 trừ D2 bằng K lambda. Đấy, D1 trừ D2 này, chia cho lambda chưa? Nếu là số nguyên thì là vân sáng, còn là số bán nguyên là vân tối nhá. 18 là C. Xong chưa? Rồi, câu số 19. Trong một máy thu thanh bằng sóng vô tuyến, bộ phận có chức năng chuyển tín hiệu thành tín hiệu cơ, chuyển tín hiệu điện thành tín hiệu cơ. Đó là cái gì các bạn nhỉ?
Cơ ở đây là sóng cơ các bạn nhé, được chưa? Đó chính là loa. Ví dụ như bây giờ các em đang nghe thầy nói đúng không nhỉ? Các em đang nghe thầy nói đấy, thì cái điện thoại của các bạn nó đã chuyển từ tín hiệu điện đúng không nhỉ? Điện âm tần. Và các bạn nghe thầy nói chưa? Thầy nói đúng không nhỉ? Đấy, hoặc thầy hát chẳng hạn đúng không? Hoặc thầy chửi chẳng hạn. Thì cái loa nó giúp các bạn là chuyển từ dao động điện thành dao động sóng cơ đấy, sóng âm đấy, để có thể nghe được, hiểu chưa? Loa nhá. Câu số 20. Hiểu vấn đề chưa? Nha. Câu số 20. Còn cái thằng micro ấy các bạn ạ, thằng micro nó sẽ ngược lại. Micro là chuyển từ dao động cơ, thế đây này. Cái micro thì đang nói này, thấy chưa? Thầy nó đang thu cái âm sóng âm của thầy để truyền đến tín hiệu điện, để truyền đến cái điện thoại của các em, nó phát ra cái thằng cơ nó ngược lại, thấy chưa? Nó ngược lại các bạn nhá. Rồi, câu số 20. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu quận cảm thuần, chúng ta có được là cái gì các bạn nhỉ? UR và UL là vuông pha, mạch này chỉ chứa R và chứa L, chưa? Thì các bạn biết luôn là UL các bạn bao nhiêu các bạn nhỉ? U toàn mạch là 200 bình trừ 160 bình, đúng không nhỉ? Và căn ra nó chính là 120. Cái này không nhầm thì cũng biết 12 16 20, đó là các cặp số Pythagore đặc biệt. Nghe chưa nhỉ? Ok nhá. Rồi, câu số 21. Bức xạ này thuộc miền nào? Các bạn lấy C chia cho F hộ thầy. Đây là tần số này, đúng chưa? Lấy C chia cho F 3 x 10 mũ 8. Nghe chưa? 3 x 10 mũ 8 chia cho 9,375 x 10 mũ 14. Thấy chưa nhỉ? Nó rơi vào khoảng là 0,32 micromet. 0,32 là nó mạnh hơn cả thằng tím rồi. Tím là 0, bao nhiêu các bạn nhỉ? Tím là 0,36. 0,32 là mạnh hơn cả tím rồi. Và mạnh hơn cả tím nó chính là tử ngoại. Đáp án D nghe chưa? Rồi, vỗ tay, vỗ tay. Chúng ta có 5 điểm, đúng không? Chúng ta có 5 điểm, 21 câu là chắc chắn 5 điểm trong tay rồi. Ok, còn 5 điểm nữa thôi. Chiến đấu nốt. Nào, trong khoảng thời gian 1 phút, nhiệt lượng tỏa ra trên R, Q thì bằng P nhân với T. Đấy chưa? Nhiệt lượng là Q bằng P nhân với T. Nghe chưa? P là các bạn là Y bình nhân R, Y bình là 2 bình nhân với R bằng 50. 1 phút là 60 giây. Các bạn nhìn luôn này, nó ra 12.000 joule. 12.000 joule tức là 12 kilojoule. Đáp án là B chính xác. Nhớ chưa? Q thì bằng P nhân với T, P thì bằng Y bình nhân với R. Đây là 2 bình nhân với 50. 1 phút là 60 giây chưa? Đáp án là gì các bạn nhỉ? B. Đáp chưa? 23 đó là B. Rồi, câu 24. Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn cái gì các bạn nhỉ? Bảo toàn số neutron, được chưa nhỉ? Nhớ chưa? Bốn định luật bảo toàn hạt nhân, bảo toàn gì các bạn nhỉ? Năng lượng toàn phần, bảo toàn động lượng, bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối, hay tức là số nucleon. Nghe chưa? Đầy đủ hết rồi nhá. Rồi. Câu 22 thiếu chữ à? Đây. Tia nào sau đây không bị lệch trong điện trường của từ trường là tia gamma. Tia gamma nó là tia phóng xạ thật đấy, nhưng nó lại là cái gì các bạn nhỉ? Có bản chất là sóng điện từ, nó là photon và hạt photon thì không mang điện, ta biết rồi, nên không bị lệch trong điện trường của từ trường. Alpha thì lệch bản âm, beta cộng lệch bản âm, beta trừ lệch bản dương của tụ điện, nghe chưa nha. Rồi, câu số 25. Lực điện tác dụng lên Q. Úi giời ơi, F thì bằng E nhân Q thôi. Các bạn lấy hai số này nhân với nhau, đúng chưa? F bằng E nhân Q bằng linh cảm legendary, thầy sẽ biết được đây chính là đáp án gì các bạn nhỉ? 25B. Cái này mà mình bấm máy thì thôi đúng không nhỉ? 25 là B. Là B nhá. Rồi, động năng điện tích số nucleon số khối. Số nucleon là số khối về thủy dung ơi, năng lượng toàn phần, nghe chưa? Năng lượng toàn phần nhá. Thì gamma đúng không gì nữa? Nào, câu 26. Nhà bác học Hertz, các bạn biết cái tần số Hz các bạn hay ký hiệu không? Thì ông này này, nghe chưa? Gắn vào một tấm kẽm tích điện âm, một tính điện kế, kim điện kế bị lệch một góc nào đó. Lý do rất đơn giản là tấm kẽm tích điện âm nên kim nó phải lệch sang phần âm, đúng chưa nhỉ? Đấy. Sau đó chiếu một chùm sáng hồ quang điện vào tấm kẽm thì góc lệch của kim điện kế giảm đi. Hiện tượng xảy ra đối với tấm kẽm là hiện tượng gì các bạn nhỉ? Quang điện ngoài, vì các electron sẽ bật ra khỏi bề mặt kim loại. Tấm kẽm là quang điện ngoài. Quang điện ngoài là xảy ra ở trên bề mặt kim loại. Còn quang điện trong là xảy ra bên trong nhưng là của chất bán dẫn. Một thằng là xảy ra ở trên bề mặt kim loại, một thằng là xảy ra ở bên trong chất bán dẫn. Nghe chưa nhỉ? Rồi, câu số 27. Chu kỳ có lắc đơn T bằng 2π căn L trên G. 2π căn L là 0,64, G là 9,8. Bằng một linh cảm của Legendary, thầy đã bấm máy ra là khoảng 1,6. Đấy chưa? Ok nhá. Đáp án là gì các bạn nhỉ? A chính xác. Câu này bố thầy cũng chả nhầm được. Thấy chưa? Rồi, câu số 28. Câu số 28.
Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm bụng là lambda trên 2. Sợi dây dài 80 cm, hai đầu là hai điểm nút, trên dây có 4 điểm bụng. Trên dây có 4 bụng tức là 4 bó luôn, bởi vì hai đầu cố định rồi. 4 bó thì mỗi bó là dài 20, đấy nhỉ? Tức là lambda trên 2 bằng 20 thì hai điểm bụng cũng là lambda trên 2 luôn, 20 luôn. 28, đáp án là D chính xác. Nào, câu 29. Câu 29. Buồn quá các bạn ạ, không có kỷ lục hôm qua là có 1200 thôi. Rồi ôi. Nào, mỗi bạn có thể một tên chia sẻ nó lên cái đầu 1100 nào. Anh em ơi. Nào, 7 điểm rồi. Rồi ôi, vượt có mức 7 điểm chẳng lẽ không lên được một số lượng người lớn hơn à? Khoan, các bạn hay đi ăn cơm hết rồi à? Ui giời ơi. Nào. Cố lên đấy, 7 điểm. Thầy vừa livestream bao nhiêu phút rồi nhỉ? Thầy livestream có 20 phút được 7 điểm rồi. Tức là các bạn làm thực tế chỉ 10 phút là có 7 điểm. Đúng chưa? Dễ như ăn kẹo. Đúng không? Dễ như ăn kẹo. Câu 29 nào, hiện tượng quang điện xảy ra đối với bức xạ nào? Tóm lại nó xảy ra với những thằng mạnh nhất đã, đúng không? Các bạn nhìn luôn này, 9,5 x 10 mũ 14 thằng này rất mạnh chưa? Thằng này còn là 10 mũ 15. Đây, thằng F1 và thằng F3 là hai thằng chắc chắn là gây ra được, được chưa? Đấy, bởi vì nó là hai thằng mạnh nhất, các bạn bấm lại cho chuẩn thôi. 3 x 10 mũ 8 mà chia cho lambda 0 hộ thầy, được chưa? Chia cho 0,35 x 10 mũ trừ 6. Tóm lại là chắc chắn là F1 hoặc F3. Đúng chưa? F3 sẽ là cao hơn. Đúng chưa? Rồi, thằng F3 phải 8,57 x 10 mũ 4. Đây, cái F0 của các bạn, tức là cái tần số riêng ấy là 8,57 x 10 mũ 14 thì 8,57 sẽ lớn hơn F2 và lớn hơn F4. F1 và F3 là gây ra được thì biết ngay mà. Nó lớn như này cơ mà. Đúng không? 29 đáp án gì các bạn nhỉ? C chính xác. Đúng chưa? Câu số 30. Rồi, bây giờ bắt đầu dùng nháp này. Từ nãy giờ là chỉ có giải mồm thôi. Đấy chưa? Bây giờ là bắt đầu thầy dùng nháp này. Bắt đầu các bạn bước lên ngưỡng là ở 7 điểm rưỡi, đúng không? Nó sang một level khác rồi, nghe chưa? Thầy nhờ chia sẻ. Nào, nào, câu này mà chưa hay, chưa đúng, mỗi bạn cho một chia sẻ nhá. Rồi ôi, nào. Tại A là một nguồn âm điểm, tại M có mức cường độ âm là 46 dB. Câu này là tung skill nhá, thấy chưa? Đúng, các bạn cho thầy một chia sẻ nhá. Ok, N là trung điểm của AM. Đúng không nhỉ? N viết bên dưới đi. Nếu tại N đặt thêm 3 nguồn âm nữa, nhìn là đặt thêm 3 nguồn âm, tức là ban đầu chỉ có 1 nguồn âm thôi, lúc sau là có tận là 4 nguồn âm, đúng không? Thì cường độ âm xấp xỉ ở N là bao nhiêu? Trong đó là trung điểm nè. Nào, cái này sâu skill nhá. Các bạn áp dụng công thức đa xa 3, được chưa? Một phát là xong luôn. LN trừ cho LM bằng 20 log. Các bạn nhìn luôn này, M viết sau đẩy AM lên trước, N viết trước đẩy AN xuống sau, cộng với 10 log của cái gì các bạn nhỉ? N viết trước đẩy PN lên trước, M viết sau đẩy PM xuống sau. Bởi vì cái độ to nó sẽ thuận với lại công suất càng lớn độ to càng lớn. Nhưng cái độ to nó phải tỉ lệ nghịch với khoảng cách. Nên là N viết trước thì khoảng cách phải bên dưới nhưng công suất phải bên trên, đấy chưa? Bởi vì độ to, cái L là độ to chưa? L là độ to, nó sẽ nghịch với khoảng cách nhưng thuận với công suất, nghe chưa? Rồi, cái LM các bạn là trừ 46 này, 20 log AM là gấp đôi, cộng với 10 log mấy các bạn nhỉ? Công suất ở N đã gấp đến 4 lần rồi, cộng với 4 chưa? LN chưa? Ui giời ơi, sao lại giảm đi này rồi, ôi không người nào. Chắc là khó quá, nhiều bạn không chịu được nhiệt rồi. Ok nhá, thôi được rồi, không sao. Thôi, ngày mai làm lại. Ngày mai chúng ta làm lại. Các bấm máy đây nhá, được chưa? LN các bạn là 58. Ok, trưa mai mình cùng nhau lập lại kỷ lục. Ok, đấy, đa sa ba một nốt nhạc là xong luôn, đúng không? Ôi, nào, 31 nào. Đáng nghĩa là nó phải vượt ngày hôm qua chứ, đúng không? Hôm qua thầy livestream chơi chơi, chả có thông báo cái mợ gì mà cùng lại đông. Hôm nay lại thông báo như thật thì xong cùng lại không đông. Buồn thực sự. Nào, mạch điện của chúng ta là gồm R, L, C mắc nối tiếp quận Cảm Thuận rồi, đúng không nhỉ? Yêu cầu tìm điện qua nhà bà Dung. Vậy các bạn nhìn luôn. Nhìn luôn này, đồ thị của I, K, P, U, R, trong đó K là hệ số công suất theo omega. Thế vẫn dạy các bạn ở trong nhóm kín rồi, đúng không? Cực trị nhóm 1, đúng nhỉ? Cực trị nhóm 1. Tại đây là cốt phi mắc, đó chính là omega cộng hưởng bằng 1 trên thì các bạn nhỉ, căn LC, đúng không? Bấm máy ra thôi, 100, đúng nhỉ? Bình phương nhân với L là 0,2, 1 chia cho answer. Tính được C là 5 x 10 mũ trừ 4 farad. Đáp án là C chính xác. Không chưa? Đáp án là C. Buồn ngủ không chịu được à thầy? Thằng nào buồn ngủ? Thằng nào buồn ngủ đấy? Thằng Ngô Quỳnh Anh buồn ngủ à?
liệu hồn, liệu hồn, liệu hồn, được chưa? Liệu hồn, thầy không muốn sát sinh đâu, được chưa? Ok. Tiếp. Muốn ngủ thì đi ngủ. Rồi, học hành làm cái gì? Nào, câu này. Nếu tăng tần số từ 1 đến 4 thì biên độ dao động như nào? Các bạn nhìn luôn là tần số riêng là 2Hz, đúng không nhỉ? Biên độ đây, F đây, đúng không? Đồ thị kiểu như này. Nếu mà để được biên độ lớn nhất thì phải bằng F0, đúng không ạ? Đây là F lực bằng F0, đúng không? F0 của các bạn là bằng số mấy các bạn nhỉ? 2. Vậy thì 1 và 4 nó vắt qua 2, đúng không các bạn nhỉ? 1 và 4 nó có đè lên 2, đi từ 1 đến 4 có đi qua 2, tức là 1 đến 4 lên rồi xuống, tăng rồi giảm. Đáp án là C chính xác, nghe chưa? Ok, 32 là C. Thầy bắn em đi à? Thôi, đi tù đấy. Được rồi, nhá. 33, 8 điểm rồi. Rồi ôi, thầy chưa đến 9 rồi nhá, thầy cũng chưa hết đâu. Hai câu cuối thầy chưa, các bạn không hiểu gì đâu. Mà thầy cũng không muốn chưa với câu đấy giờ phút này. Nên bây giờ là cái thằng mà khôn ấy phải đi học lý thuyết, phải đi học các bài tập dễ để không bị mất điểm ngu, đúng không? Đứa nào mà vẫn đâm đầu với câu khó là đi dở hơi đấy nhá. Đấy nhá. Còn cùng lắm là các bạn học câu khó khoảng 1 tiếng hoặc là 30 phút một ngày thôi. Còn lại thời gian để học phần cơ bản và phần dễ. Được chưa? Rồi. Rồi, 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 rồi. Câu này quá dễ. Các bạn áp dụng cái phương pháp gì của thầy nhỉ? Các bạn áp dụng phương pháp đa trục của thầy. Đúng không nhỉ? Quá dễ. Các bạn áp dụng phương pháp đa trục của thầy. Đúng chưa? Đa trục nhá. Nào. Tại thời điểm T1, X1 bằng 8, biên độ của nó bằng 8, ly độ bằng 8, chứng tỏ nó đang ở biên dương luôn. Đúng không? Biên độ là 8 và ly độ là 8, chứng tỏ nó ở biên dương rồi. Tại thời điểm T2, thằng X0 bằng 2 và đang tăng. Đây, bằng 0 và đang tăng, vector ở bên dưới. Đây là T1 và T2. Được chưa các bạn nhỉ? Đây là T1 và T2. Thế các bạn nhìn luôn nè, bây giờ chúng ta muốn tính được biên độ dao động của vật là các bạn phải có được độ lệch pha. Theo các em, tại đây hai thằng này có lệch pha nhau hay không? À, hai thằng này có vuông pha nhau hay không? Nào, delta phi có phải bằng 90 độ không? Hả? Hỏi các em, delta phi có phải bằng 90 độ hay không? Delta phi có phải bằng 90 độ hay không? Hả? Mình nhận kèm từ 10 xuống 3 cộng nhỉ? Nào, nhìn thấy đi, đây là x1 này, tại ở biên dương này, đúng không? 8 này, biên độ là 8 này, ly độ là 8, biên độ là 8, có phải ở biên dương chưa? Thằng này bằng 0 và tăng chưa? Vector phải bên dưới đây, 0 đây này. Nó quay ngược chiều kim đồng hồ. Thế vẫn nói một câu chuyện vui đúng không nhỉ? Một câu chuyện vui đấy, đúng chưa? Độ lệch pha nó phải là hiệu số pha tại cùng một thời điểm, đúng không nhỉ? Cũng ví dụ như là hiện tại, các bạn biết rồi. Ví dụ thì hỏi một câu như sau, các bạn phải trả lời chính xác này. Được chưa? Phải trả lời chính xác này. Thầy hơn các em bao nhiêu tuổi? Các bạn trả lời được câu đấy không? Các bạn trả lời được câu đấy không? Thầy hơn các em bao nhiêu tuổi? Các bạn sinh năm 2002 đúng không? Thầy các bạn biết rồi, 1997 đúng không nhỉ? Thầy hơn các em bao nhiêu tuổi? Các biết không? Hả? Thầy hơn các em bao nhiêu tuổi? Nhiều bạn bảo thầy hơn các em 5 tuổi. Các bạn sai lầm đúng không nhỉ? Hơn 5 tuổi là sai lầm. Mà phải nói là cái gì các bạn nhỉ? Hiện tại đúng không? Now đúng không nhỉ? Đấy, mèo biết nó là cái gì mà hiện tại, đúng không nhỉ? Phải thêm cái trạng ngữ vào là phải có hiện tại, đúng không? Hiện tại thầy hơn kem 5 tuổi, chứ không thể nói là thầy đang hơn kem 5 tuổi được, đúng không? Không nói là thầy hơn kem 5 tuổi, phải nói là thầy đang hơn chẳng hạn, hoặc là hiện tại thì đang hơn kem 5 tuổi, đúng chưa? Đấy, bởi vì nhớ đâu năm sau thầy hẹo thì làm sao? Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi, đúng không? Năm sau kem tăng thêm 1 tuổi nhưng thầy lại không tăng nữa thì làm sao? Đúng không nhỉ? Thầy vẫn nói vui là như vậy. Bây giờ nhớ thầy hẹo thì làm sao? Thầy chỉ hơn em 4 tuổi thôi, nghe chưa? Nên là khi nói về độ lệch, đúng không nhỉ? Chúng ta phải đưa yếu tố thời điểm vào. Ở đây là T1 và T2, đúng không các bạn nhỉ? T1 và T2 nó khác thời điểm nhau, nên không được phép nói là độ lệch là bao nhiêu các bạn nhỉ? Là 90 độ. Yên tâm, thầy hỏi câu này suốt nhưng mà thầy không hẹo đâu. Bao nhiêu thế hệ rồi, thầy không hẹo đâu. Ok chưa? Rồi. Thế thì hỏi các bạn là thầy có giàu hơn các em không? Ý là thầy có kiếm nhiều tiền hơn các bạn không? Thầy có kiếm nhiều tiền hơn các bạn không? Trả lời có được chưa? Thầy hỏi câu này suốt mà không biết nào trả lời đúng. Thầy có kiếm nhiều tiền hơn các bạn không? Thầy có kiếm nhiều tiền hơn các bạn không? Chắc không trả lời được đúng không? Nào. Bình thường mà
thầy nói chung là thầy đi đạo, thầy không bị quan niệm với cái xui xẻo thế đâu, được chưa? Rồi. Hiện tại thì thầy đang nhiều tiền hơn các em thật. Được chưa? Thầy kiếm tiền rồi, thầy kiếm tiền 5 năm nay rồi, 6 năm nay rồi, đúng chưa? Nhưng tương lai thì chưa chắc thầy đã giàu hơn các em, đúng chưa? Vì có thể thầy sẽ giàu hơn nữa cơ, được chưa nhỉ? Có thể thầy dạy hơn giàu hơn nữa cơ, được chưa? Chứ không phải giàu hơn đâu, mà thêm cái chữ nữa vào nữa nhá. Ok. Ok. Nào thôi rồi học nhá. Chém gió tí cho mấy đứa buồn ngủ. Mấy đứa cứ bảo buồn ngủ, thầy phải chém gió cho buồn ngủ. Rồi ôi. Ok. Hiện tại thì là hơn, còn sau này thì hơn nữa, đúng không? Ok. Ok. Rồi, thế rồi nhìn tiếp nào. Ta phải đưa về cùng một thời điểm hộ thầy, đưa về cùng T1 hoặc đưa về cùng T2. Cứ cùng T1 hoặc cùng T2 là được. Vậy mình nhìn luôn này, 1 phần 12 giây nó sẽ quay được là 1 phần 12 chu kỳ, với chu kỳ 1 giây này. Và 1 phần 12 chu kỳ là quay 30 độ, đúng chưa? 1 phần 12 chu kỳ là quay 30 độ. Vậy từ T1 nó quay đi 30 độ đi, đúng không? Đấy, đây là X1 tại thời điểm T2, đúng nhỉ? Nó quay 30 độ. Vậy độ lệch pha của nó sẽ là 120 độ. Thắng chưa? Độ lệch pha của nó sẽ là 120 độ. Và kết quả tính biên độ tổng hợp, đúng không? Bấm máy ra nhá. A12 bình bằng A1 bình cộng với A2 bình, nghe chưa? Cộng với 2 lần A1, A2 nhân với cos delta phi, chưa? Nha. Và bấm lên bình phương phải căn ra thôi. Thấy chưa? Theo linh cảm legendary hình như là 4 căn 3 thì phải, đúng không? Thầy nhớ thế, 4 căn 3 có chuẩn không nhỉ? 6,9 là gần đáp án B nhất, đúng không? Chắc là đúng rồi. Bởi vì thầy vẫn nhớ này, có một cái mẹo nhớ ấy, ví dụ như 4 và 8 mà lệch nhau 60 độ thì nó sẽ là 4 căn 7, được chưa? 4 và 8 lệch nhau 90 độ thì nó chính là 4 căn 5, được chưa? Tiếp, rồi 4 và 8 đấy, lệch nhau 120 độ thì nó chính là 4 căn 3. Đây là cái mẹo nhớ của thầy thôi, vì hàm cốt là hàm nghịch biến, được chưa? Đấy, nên thầy nhớ được luôn, được chưa? Đấy, đó là 7 nhá, 33 là 7. Ok. Rồi. Kiểu... Ok, tại mấy đứa vào buồn ngủ, thầy phải hơi lạc đề tí để giảm cho mấy đứa tỉnh ngủ lên. Làm thầy khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Lúc công cần học thì tôi phải dạy, lúc công buồn ngủ tôi cũng phải gọi là thí cho các thứ. Được, mệt mỏi lắm. Đâu rồi. Vâng. Hai câu, bốn câu cuối cùng. Thầy sẽ chữa 38 câu đề này thôi. Câu 39, 40 thôi, không chữa nữa mất thời gian, đau đầu. Đến giờ đi ngủ rồi, nghe chưa? Ok, ăn 9 điểm rưỡi thôi, ăn gì nhiều thế, đúng không? Chiến 9 điểm rưỡi thôi, chiến gì nhiều thế. Nha, được rồi. Ok. Nào, 34 chữa sau, 34, 37, 38 chữa sau, chữa những câu dễ trước đã. Chu kỳ là 15 giờ, khối lượng bị phân rã là 87,5%, 87,5 mà chia cho 100, nó bị phân rã đi 7 phần 8, tức là chỉ còn lại 1 phần 8 thôi, tức là phải sau 3 chu kỳ. 3 chu kỳ của các em là 45 giờ. Đáp án là D chính xác. Câu 35 là D, đúng không? Đây này, nó bị phân rã 7 phần 8, tức là còn lại 1 phần 8. 3 chu kỳ mới còn lại 1 phần 8, chưa? Ok nhá. Rồi. Ôi, nắng thật sự. Nào, cứ sau khoảng thời gian 0,1 giây, động năng lại bằng thế năng. Cứ sau bao nhiêu lâu động năng lại bằng thế năng, em thể dạy mãi ở đây. Cứ sau 1 phần 4 chu kỳ, nghe chưa? Cứ sau 1 phần 4 chu kỳ, động năng lại bằng thế năng. Vậy các bạn có được luôn chu kỳ là bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 0,4 giây, đúng không? Và chưa được là omega các bạn bằng 5 pi. Đấy, bằng căn K chia cho M, đúng không? Tính là M thôi. 40 chia cho 5 căn 10 bình phương. Ok. 16 gram, 160 gram. Bé nhá. Rồi, em mới ăn cơm xong. Ok, bây giờ còn 3 câu cuối cùng. 37 này, 38 này, 34. Rồi, chưa 3 câu khó nhất nha, để các bạn ăn được 9 điểm rưỡi. Các bạn biết không, năm vừa qua thì chỉ có hơn 200 thí sinh được trên điểm 9 thôi, đúng chưa? Mà các bạn được trên điểm 9 là các bạn là một trong gọi là 200 người đi giỏi nhất Việt Nam rồi, nghe chưa? Nhớ chưa? Nên chỉ cần đến 9, 9 rưỡi thôi nhá, đúng không? Đi thi cứ chắc bài là được. Nào, câu số 34 thì dạy các bạn mãi rồi. Một học sinh làm thí nghiệm với tuyến hội tụ. Học sinh này di chuyển vật sáng trên trục chính thấu kính rồi đo khoảng cách từ vật đến ảnh thật là L. Đấy chưa? Đấy, tiêu cự thấu kính thầy dạy mãi rồi, đúng không ạ?
Nào, đây là L min chưa? L min của chúng ta là bằng cái gì các bạn nhỉ? L min của các bạn là bằng 4F, đúng nhỉ? L min là bằng 4F. L min bằng 4F. À đây mình viết D đây các bạn nhỉ? Úi giời ơi, đây là L chưa cho, chưa tính được F. Lúc này chúng ta có được D bằng 20 đi, đúng không ạ? Và L của các bạn đó chính là D cộng với D phẩy, chuẩn chưa? Từ vật tiến hành mà, D cộng D phẩy, còn L min bằng 4F bên này. Lúc này D bằng 20, các bạn thế vào 4F của các bạn sẽ bằng 20 cộng với D phẩy. Xong chưa? Bây giờ áp dụng tiếp một phương trình nữa, 1 trên D cộng với 1 trên D phẩy, đúng không? Bằng 1 trên F là ra đây này, 1 phần 20, D phẩy của các bạn đó chính là 1 phần 4F trừ cho 20 bằng 1 phần F. Thầy cứ tưởng cái trục này mà nó cho là chữ L thì xong luôn, thì lấy 20 chia 4 bằng 5 luôn. Nhưng mà người ta lại, đây là trục này cho là D, đấy chưa, chứ không phải L. Đây, trục trên đấy là L này, biết rồi, L min thì bằng 4F. Tại đây là L min chưa, bằng 4F. Đây này, L min của các bạn đây này, nhìn thấy chưa, nó min là bằng 4F đây này, đúng không ạ? Mà L thì bằng D cộng D phẩy chưa, D nó bằng 20. Vậy thế vào đây nó chính là 4F sẽ bằng 20 cộng D phẩy. D phẩy của các bạn nó chính là 4F trừ 20. Xíp xôn ra nhá. Ok chưa? Vậy nhóm kín rồi nhá. Vì sao L min là 4F nhá? Rồi ôi, dậy chán chê mê mỏi nhóm kín rồi anh em ơi. Rồi ôi, dậy từ đợt dịch đến giờ rồi. Dậy từ dịch corona đến giờ rồi. Nếu nào mà chưa cái này lớp 11 em không có tuổi thơ rồi. Lớp 11 em không có tuổi thơ rồi. Nào, bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu công nhỉ? Thử đáp án cho nhanh nhỉ? Thử đáp án cho nhanh. Bạn nào chưa biết thì hỏi mấy đứa nhóm kín nhá. Đấy chưa, thầy dạy hết hết rồi. Dạy chán chê mê mỏi rồi. Các bạn bây giờ còn hỏi. Các bạn buồn quá. Rồi. Rồi. Xíp xôn ra được. F bằng 10. Đấy chưa. C. Giờ còn hỏi là min 4F hình cái gì vậy. Rồi ôi. Hỏi mấy bạn nhóm kín của thầy nhá. Rồi ôi, thầy dạy hết rồi. Còn vì sao không nói. Thấy chưa, không nói. Tôi phải giữ quyền lợi cho mấy đứa nhóm kín. Và thực ra cái này lớp 11 các bạn học rồi. Bây giờ các bạn chưa biết cái này thì hẹo à. Ui giời ơi các em ơi. Đáng nghĩa là lớp 11 các bạn phải biết rồi. Rồi ôi, lớp 11 là phải gọi là đẳng cấp cái phần này rồi. Giờ chưa biết cái này. Thôi được rồi. Để đảm bảo quyền lợi cho mấy bạn ở nhóm kín và để mấy cái đứa mà lớp 11 lười học, thầy sẽ không nói cái vì sao. Đấy chưa? Chứng minh phương trình bậc 2 giải delta bằng 0 thôi. Đấy chưa? Thế cái D phẩy theo D và L rồi sẽ quy về một phương trình bậc 2 theo D và L. Thì phương trình bậc 2 đó là D bình theo L. Đấy chưa? Thì để phương trình có một nghĩa. Đấy chưa? Thì delta là bằng 0. Nha. Được rồi, không nói nữa. Rồi em nhóm ý không biết. À được rồi, đây. Rất vui khi có một bạn là Hoàng Quốc Việt. Bạn ấy bảo là em nhóm kín không biết. Thế thì thầy xin phép block bạn này. Bởi vì bạn này, bạn ấy bảo là em nhóm kín không biết, chứng tỏ là bạn này không học hành gì, đúng không? Rất xin lỗi Hoàng Quốc Việt. Em được ăn một vé block vĩnh viễn của thầy. Mặc dù em có thể học nhóm kín. Block, thấy chưa? Tội không học này. Xong. Bực ca mình. Ô, còn khoe ra nữa. Xấu xa thì phải cục vào. Ô, còn khoe ra nữa. Biết thế khôn hồn mà đi học đi thì còn phải khoe ra với tôi. Bảo đốc, thấy chưa? Em thấy hợp lý không? Bây giờ ở trong nhóm mà cũng không biết thì không ở trong nhóm còn hơn, đúng chưa? Ui giời ơi. Tốt nhất là ra với những bạn ngoài nhóm mà chơi. Ok rồi. Này. Đúng không? Các bạn thấy hợp lý không? Rất hợp lý, đúng không? Thầy làm cái việc đấy rất hợp lý đúng không nhỉ? Rất hợp lý. Đúng chưa? Tôi giữ bài trong ở trong nhóm kín để học, cuối cùng mấy đứa nhóm kín còn không học. Thôi. Bờ lốc. Thấy chưa? Nha. Hợp lý nhỉ? À, lại còn em học thầy cũng không biết à. Ok, à em không học cũng không biết. Tí thì bờ lốc thằng này. Ok. Đúng không? Biết thế phải khôn hồn vào học còn khóe ra. Người ta bảo học sinh của thầy có anh rốt, mặc dù thầy dạy rồi, đúng không? Nó lại không học, đúng không em? Thầy phải thanh lý môn hộ với thằng đấy. Thế nào rồi nhá. Một học sinh dùng một dây cuộn dây đồng quấn quanh máy áp, sao cho tổng số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp không đổi. Ok chưa? Sơ cấp cộng thứ cấp là bằng một côn sờ tăng. Sau đó nối sơ cấp với một điện xoay chiều, điện áp không đổi. Được chưa? U sơ cấp cũng là một hàng số luôn. Khi số vòng dây là N1, L2 với N2 lớn hơn N1
thì U thứ cấp là 240. Nếu số vòng dây ở sơ cấp là 1,5N hoặc số vòng dây thứ cấp là 1,5N2 thì U thứ cấp là U và 10U. Ok rồi, ok nhá, rồi bảo U không nhá, rồi thì sẽ làm luôn nhá. Rồi làm nào. Ba phương trình ba ẩn thôi, các bạn nhìn luôn. Ban đầu là cái gì đấy các bạn nhỉ? U0 chia cho 240 nó sẽ bằng N1 chia cho N2, đúng không nhỉ? Lúc sau là U0 chia cho U nó sẽ bằng 1,5N1, đúng không nhỉ? Chia cho N2 cái này giữ nguyên này. Đây là U0 chia cho 10U này, đúng không nhỉ? Đó là N1 chia cho 1,5N2, đúng không nhỉ? Nếu số vòng dây sơ cấp là 1,5N1 không nói gì thì thứ cấp không đổi, hoặc thứ cấp là 1,5N2 không nói gì thì sơ cấp lại không đổi, đúng chưa? Rồi, ok rồi đấy, hợp lý. Bây giờ các bạn đi tính cái gì các bạn nhỉ? Điện áp hiệu dụng ở nguồn, tức là đi tính cái U0 này này, đúng chưa? Tính U0 à, đây các bạn sẽ lấy cái gì các bạn nhỉ? Lấy hai cái này với nhau, đúng chưa? Chia cho nhau à? Chia cho nhau, chúng ta chia nhau là U0 lương gì nữa nhỉ? Quắt giờ heo. Ủa, nếu mà chia cho nhau thì sẽ ra là 10 U0 bình. Có nhầm đâu không nhỉ? Nó bằng 1,5 bình. Ồ. Đọc lại chỗ này nha. Nếu số vòng dây ở quận sơ cấp là 1,5N1 hoặc thứ cấp là 1,5N2. Ồ, nếu thầy lấy ạ. Cái đậu xanh. Rồi chia nhầm, lác. Nó chia tự hết à? Ơ cái này có vì nó sai các bạn nhỉ? Từ. Cái phương trình để viết sai rồi các bạn ơi. Viết sai rồi. Đây, rồi ôi. Cái này của chúng ta đó chính là N1 cộng với N2 trừ cho 1,5N2. Rồi, ngáo rồi. Rồi, nó bảo tổng số vòng dây là không đổi. Đấy, cứ mải bờ lốc với bờ lủng. Đây. À, từ, nhầm. Cứ ngồi mải bờ lốc. Khổ cái thân tôi. 1,5N2. Cái là N1 cộng với N2 trừ 1,5N2. Thấy chưa các bạn nhỉ? Nó là tổng số vòng dây sơ cấp và thứ cấp không đổi. Rồi ôi. Ok. Đây, giờ mới chia xuống. Đúng không? Giờ mới chia xuống là 10. Đúng không nhỉ? Sau đây anh em nhé, 1,5 bình phương nhân với N1, N2. Xong chưa? Ủa cái này các bạn đặt ẩn luôn đi. Bấm ẩn nhé, bấm tay to bấm ẩn nhé. Thì ra được tỷ lệ của N1, N2 luôn. Thấy chưa đây? Thầy tay to thì bấm luôn, chứ cũng bấm đợi cái này viết cái lại cái này lâu lắm. Thấy chưa? Viết lại cái này rất là lâu. Bấm luôn nhé các bạn nhé. Tổng không đổi. Ok chưa? Đây, bấm luôn đi. Lấy trên chia dưới này là 10 này, bằng này. Đúng không các bạn nhỉ? Đặt cho thầy là N1 là x đi. À N1 là 1 đi. Đặt N1 là 1 các bạn nhé. Coi N1 như là 1 để tìm tỷ lệ thôi. Đặt N2 là x, nghe chưa? Rồi, thế 1,5 chia cho 1 cộng với x, nó là tỷ lệ mà, đúng không nhỉ? Trừ cho 1,5. Ok chưa? Rồi, chia cho cụm này là, đây là 1 này, đấy chưa nhỉ? Cộng với x trừ cho 1,5x, hợp lý nhỉ? Chia cho 1,5x. Đó, chia tỷ lệ là nhanh hơn đúng không? Xíp xôn. Thử nào. 0,8, đúng không nhỉ? Đây là 1 chia cho 0,8. Xong chưa? Vậy thì 240 mà chia cho 0,8. Ok, 300. Chết rồi, nhầm rồi. Lắc rồi. Đặt nào. Bấm cái phương trình nó có nhầm không không nhỉ? Hẹo lắm rồi, ôi không đáp án rồi. Bấm lại lần nữa nào. Bực ca mình. À, nó có thể có hai trường hợp xảy ra, người ta dùng chữ hoặc này đúng không các bạn nhỉ? Chữ hoặc này, thấy chưa? Chữ hoặc à? À, chữ hoặc. Thử lại nữa. Nếu mà không đúng 10 thay bằng 1/10. Thấy chưa nhỉ? Rồi. Hợp lý. Lại nhá. À, đây là từ bình tĩnh anh em, để tôi bình tĩnh nào. Anh em cứ sột lên thế bình tĩnh. Nào. Đây chưa?
Đây, bấm lại phát này nào, cái này chia nhá, chia này, 1 cộng với x trừ cho 1,5 x, được chưa, chia cho 1,5 x, thấm chưa, rồi, hợp lý rồi, ship son bằng, ở nó vẫn là 0,8 các bạn ạ. Căng nhờ, căng nhờ. Hiệu dụng á, đây là người ta cho hiệu dụng hết rồi gì đây em. Nguồn điện xoay chiều, có điện áp, hiệu dụng đây đây. Hiệu dụng đây đây. Ồ, ta bộ là hiệu dụng hết mà. Từ từ nhá, có cái gì đó nó phê phê ở đây các bạn nhỉ. Phê phê ở đây nhỉ. Sao nhỉ? Cái dòng thứ hai là trừ đấy, thế ghi là trừ 1,5N2 đi em. Rồi ôi sao nhỉ? Đấy, đâu ai cho hiệu dụng đây em? Hiệu dụng, hiệu dụng, hiệu dụng đây đây. Lặp lại nào. Ủa cái này không đúng rồi này. Không đúng rồi. Cay cú nhỉ. 1,5 1,5. Nhầm đâu nhỉ? Bấm lại phát nào. Cáu thật. À ừ thì biết. Ờ nhỉ, N2 lớn hơn N1 à. Hai nghiệm. N2 là lớn hơn N1, đúng rồi. N2 lớn hơn N1, phương trình hai nghiệm. Đúng. Bấm lại thôi, phương trình này hai nghiệm, bấm lại một lần nữa nào. Bấm lại phương trình hai nghiệm. Phương trình hai nghiệm đúng rồi, N2 lớn hơn N1, phương trình có hai nghiệm. Hợp lý, lấy lại nhá, 10 này, bằng này, đấy chưa? Giải thích Lmin mấy đứa bị điên à. 1 là em lên trên mạng em search, 2 là em học nhóm kín, hỏi bạn nhóm kín đi. Rồi ôi, thầy phải giữ quyền lợi cho mấy bạn trong nhóm đấy chứ. Mà mất tiền học xong rồi các bạn nên được kiến thức, xong rồi em không mất tiền em học em cũng được, dở hơi à. Cụ nói rồi, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn ấy thôi nha. Nó hay nghi âm. Bực cá mình. Rồi, đây, đây. Rồi. Nhập to tí nào. Cáu. Rồi ôi. Từ, bấm làm sao cho nó có hai nghiệm nhỉ. Từ từ nhá. Nó có cái trò gì bấm hai nghiệm rồi. Chứ người ta khầy không muốn quy đồng lên. Cáu nhỉ. Nó vẫn ra một nghiệm vậy này. Rất khó chịu anh em nhé. Rồi rất khó chịu này. Khó chịu thực sự. Rồi quy đồng lên nào. 0,8 là 4/5. Đúng không? Nghịch ngược lại 5/4 thử phát thế nào. Ship zone này 1,25. Đi thi đi thi đến đây các bạn chỉ có cách mà quy đồng lên thôi mà giải thôi. Được rồi 1,5. Rồi 1,25. Đây. Đấy chưa. Rồi. Bực cá mình. Đen đấy. Số đen đấy các bạn ạ. 192. À. Rồi. Bực cá mình. Lộn ngược lại. Đúng không? Lộn ngược lại. Cái thằng Trọng Tuấn này mày bị điên à em. Thầy giải đúng rồi. Mày giải sai em nhá. Rồi ôi. Cứ thắc mắc từ đầu giờ là thầy chuyển vế ngược. Thầy chuyển vế đúng 100%. Không có chỗ nào ngược hết. Khổ thằng Trọng Tuấn. Không, thầy biết cái cách làm đấy rồi. Là chia cái mẫu cho cái nghiệm đấy. Thì nó sẽ không lấy nghiệm đấy nữa. Bởi vì nếu mà lấy nghiệm đấy thì số thập phân nó vô định. Đúng không? Biết rồi. Nhưng có cái mẹo nhanh hơn là mẹo như này, thấy chưa? Vì vai trò của N1 và N2 nó đang giống nhau. Đảo ngược lại thôi. Thầy biết mà. Không, nếu như ban đầu các bạn, thực ra cái nghiệm 0,8 và nghiệm 1,25 nó khá gần nhau, đúng không? Nên khi mà nó chạy ấy, nó chạy sẽ chạy là cái nghiệm 0,8 trước là hợp lý rồi. Thế cái thằng đây này,
Rồi người ta đến thế kỷ nào rồi, thằng Trọng Tuấn vẫn đang ngồi thắc mắc là thầy viết cái này nhầm, thầy viết có nhầm đâu, viết đúng 100%, có thằng Trọng Tuấn nó nhầm thôi nhá. Rồi ôi ông tôi buồn ông Trọng Tuấn lắm, được chưa? Người ta viết đến thế kỷ nào rồi mà ông vẫn ngồi ông thầy ơi thầy nhầm biến đổi ngược cho kia. Ô cả thầy. Rồi thấy chưa? Bài khó thật. 9 điểm đấy các bạn ạ. À đấy 9,25 đúng không? Làm được coi 9,25. Được chưa? Ok. Các bạn thấy thằng Trọng Tuấn đó, thằng dở hơi không bạn? Thầy người ta đã làm đúng hết đầu cuối rồi, đợi chỉ đợi bấm nghiệm cho ra thôi. Nó cũng đang thắc mắc là thầy ơi trước kia phải là N1 trừ N2 chứ. Rồi ôi em ơi, máu lên não chậm quá, được chưa? Rồi ok, được, các em ngủ nhá. Rồi ôi chết rồi, thầy còn 14 phút nữa. Bởi vì 1:30 thầy phải dậy thì đi làm, thì 1:15 là thầy lên giường thầy ngủ. Ok rồi nhá. 38. À câu này dễ mà, câu này vừa mới chữa nhóm kín xong này này. Mà nhìn luôn này, u của các bạn là 160 góc phi u. Được chưa? Phương pháp làm câu này phương pháp cạnh hóa tỷ lệ. Cạnh hóa tỷ lệ. Và vì sao có điều này thì lại không nói, được chưa nhỉ? Thầy lại không nói, bởi vì thầy phải gọi là thầy phải giữ gọi là giữ cái gì nhỉ? Quyền lợi cho các bạn ở nhóm kín, nên các bạn ngoài tường thông cảm, được chưa? Thầy sẽ giải đáp số, bạn nào hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi, được chưa? Đây là gọi là quyền lợi riêng của những bạn ở nhóm kín là học theo phương pháp cạnh hóa tỷ lệ, được chưa? Cái này các bạn không được trách thầy nhá, vì các bạn mất tiền đăng ký học thầy, các bạn phải được những cái này, nó điều rất bình thường, được chưa? Cuộc sống là vậy nhá. Nào, MB của các bạn là RC à, mạch gồm L, được chưa? L này, C này, ớ thế R đâu nhỉ? À đây là cuộn dây, cuộn cào này có điện trở R. Ok. Rồi ý là cuộn này có điện trở trong. Thằng Trọng Tuấn mà thì có tiếc đâu. Trọng Tuấn cứ ngồi thắc mắc thế thôi, thì nhầm N-1, N-2 kìa mà người ta đã viết đúng từ đâu rồi. Thầy chỉ đợi bấm nghiệm ra thôi, vẫn ngồi thắc mắc thế thôi, nhầm từ kia kìa. Muốn ăn vả thật sự. UC1 bằng 200 góc 30. Xong còn mình đứa bảo thầy ơi hiệu dụng chứ. Rồi ôi mắt thầy có bị tét đâu mà thầy không nhìn thấy cái chữ hiệu dụng ở đấy. Rồi ôi nha, 120 góc âm 30 độ. Đúng chưa? Tìm cốt phi 1 nha. Đấy. Ok. Rồi. Ok, thầy chơi một mình. Rồi, chào Tiến Đức luôn. Goodbye em nha, Tiến Đức nha. Bảo đâu, nói chung là mấy đứa nào mà cứ kiểu thầy chơi một mình, kiểu dỗi thầy thì block thôi. Giờ phút này thì ai cần các em học ở đâu, thấy chưa? Thầy block tối hôm chắc nay block phải chục đứa rồi. Thấy chưa? Tóm lại là thầy chữa cái này cho các bạn nhóm kín xem thôi, những bạn ngoài tường mà hiểu thì hiểu thì thôi nhá. Không thắc mắc, bởi vì đây là quyền lợi ở trong nhóm kín, thấy chưa? Thầy phải giữ quyền lợi cho các bạn đấy. Các bạn đã học sinh của thầy từ năm đến giờ rồi nhá. Không vấn đề gì hết. Thấy chưa? Thầy block Tiến Đức rồi. Tính tướng này. Tính tướng với chúng tôi. Ok. Nào, các bạn nhìn đây. Các bạn có được là mạch này là C biến thiên thì ZRL không đổi, ZRL hướng lên. Đúng không? ZC thì hướng xuống, đúng không? Đấy, có hai cái ZC, chưa biết cái ZC nào dài hơn cái ZC nào, đúng không nhỉ? Chưa biết cái ZC nào dài hơn cái ZC nào. Thầy giả sử đây là ZC1 đi. Mà tất nhiên mà thầy mà giả sử cái này là sai rồi, đấy chưa? Thầy cố tình giả sử trường hợp sai. Nghe chưa các bạn nhỉ? Đấy. Rồi các bạn nhìn luôn đây này, độ lệch pha giữa UC và U toàn mạch là phi U trừ 30, đúng không? Độ lệch pha chính là hiệu số pha tại cùng một thời điểm, đúng không nhỉ? Nha, đây này, UC1 và U là độ lệch pha giữa ZC1 và Z, đây là Z1 đi, đây là Z2 này. Nối tường cũng là ra Z chưa? ZRL ai biết là hướng lên rồi, ZC là hướng xuống. Đây, góc này các bạn là phi U trừ 30. Độ lệch pha tức là hiệu số pha tại một thời điểm chưa? UC2 và U nó tức là phi u cộng với 30, góc này mà là phi u cộng với 30. Các bạn thấy điều vô lý chưa? Góc ngoài tam giác lại nhỏ hơn góc trong không bù với nó, đúng nhỉ? Góc ngoài tam giác lại nhỏ hơn góc trong không bù với nó, đúng nhỉ? Vậy chứng tỏ cái này là bị sai, ZC1 ở đây là sai. Các bạn hiểu chưa? Đây là phi u với thằng này phải lệch nhau là phi u cộng 30, bởi vì độ lệch pha phải là hiệu số pha tại một thời điểm. Thằng này phải trừ cho trừ 30 là cộng 30 chưa? Ok nhá. Ok, thế xóa luôn. Đấy chưa nhỉ? Mình đấy thì nói rồi mà, nó có hai trường hợp các bạn phải hiểu được là cái nào là dài hơn, cái nào là ngắn hơn, đúng chưa? Vậy các bạn đưa ZC1 lên trên cho thầy. À ZC1 lên trên thầy, bên dưới nhá. Thầy nói rồi, thầy giảng ngay là quyền lợi những bạn nhóm kín, nên những bạn bên ngoài không hiểu thì thôi không sao cả, đấy chưa? Không vấn đề gì
nha. ZC2 đây là cộng 60 cộng 30. Đấy chưa? Phải có quyền lợi chứ đúng không? Nhờ trừ 30 độ. Xong chưa? Vậy thì góc ngoài tam giác bằng tổng hai góc trong không bù với nó, góc này phải là 60 độ. Bạn thấy chưa? Góc này phải là 60 độ, đúng không nhỉ? Góc ngoài tam giác bằng tổng hai góc trong không bù với nó nhá. Đấy bạn xong rồi nhá. Các bạn có được có thầy là hai cái z đúng không nhỉ? Lệch nhau 60 độ. Thầy mới chữa nhóm kín xong cái này. Nhóm kín được thầy chữa con này xong cái này. Đúng không nhỉ? Nha. Rồi, nghĩa yêu cầu các bạn tính cos phi 1, tức là góc lệch pha giữa z1 và y, y lúc nào cũng nằm ngang, ta phải tính góc này này. Đúng chưa? Thì góc này các bạn lập cho thầy hai cái tỷ lệ thôi. Nào, các bạn lấy được là u chia cho uc1, đúng không? U chia cho uc1 sẽ bằng z1 chia zc1. Nghe chưa? U chia uc1 sẽ bằng z1 chia zc1. Tỷ lệ của u là tỷ lệ của z, đúng không? Bây giờ z1 chia zc1 bằng cái gì? À, tí nữa tiếp nào. UC chia cho UC2. U chia UC2 là bằng Z2 chia ZC2. Không chưa các bạn nhỉ? Nào, Z2 là cạnh này, gọi là góc phi đi. Đối với góc phi, đây là góc alpha đi. Đấy chưa? À, đây là alpha này. Đấy chưa? Đây. Đặt đây là alpha, kia là 60 rồi. Nha. Đặt cả cái là alpha, cả cái là phi. Các bạn áp dụng định lý hàm sin trong tam giác này. Z2 đối với góc sin phi. Đấy chưa? Z2 đối với sin phi. Nha. ZC2 các bạn nhìn luôn ở cạnh này chưa? Đối với sin alpha nha. Áp dụng định lý hàm sin trong tam giác, Z2 đối với sin phi, ZC2 là đối với sin alpha. Tiếp tục Z1 của các bạn là đối với sin phi tiếp. Đúng chưa? Luôn luôn Z1 và Z2 nhìn góc phi, đúng chưa? Luôn luôn Z1 Z2 nhìn góc phi. ZC2 của các bạn, à ZC1 của các bạn, đây góc to đùng, cạnh to đùng này. Cạnh to đùng ZC1 chưa? ZC1 là hướng xuống nha, cạnh to đùng nha. Đây là sin của alpha của 60. Thầy đang cố tình nói nhanh bây giờ. Thì giữ bài chứ cho mấy bạn nhóm kín chứ đúng không? Rồi, 160 mà chia cho 160 mà chia cho 200. Đúng chưa? 4/5. Đấy các bạn ngoài tường thông cảm nhá. Thấy chưa? Thầy cố tình giảm nhanh để khó hiểu đấy. Thấy chưa? 4/3. Xong chưa các bạn nhỉ? Các bạn chia xuống và tìm được cái thằng gì bạn nhỉ? Phi à, alpha. Ok chưa? Sin x này. Đấy, chia xuống, chia cho sin của x cộng với 60. Rồi. Nó bằng 3/5. Các bạn thông cảm nhá, bởi vì đây là quyền lợi của những bạn ở nhóm kín. Thấy chưa? Các bạn ra alpha thôi. Alpha. Rồi, xin số lâu thế. Alpha của nó bằng 36,6 độ, đó là alpha. Thay ngược lại là đã phi chưa? Nhá, alpha bằng 36,3. 4/3 nhân với lại sin answer. Xong chưa? Ok, arc sin answer. Ra được phi của chúng ta là bằng 52,6 độ. Bây giờ 52,63 độ, hơn 6 độ thôi. Xong chưa? Bây giờ tìm được góc lệch giữa cái thằng Z1 và Y chưa? Góc này này. Đúng không? Đang cần tìm cos phi 1 mà, độ lệch pha giữa Z1 và Y thì góc này kiểu gì? Các bạn nhìn luôn thì góc này kiểu gì? Các bạn có tổng góc này bao nhiêu độ đấy các bạn nhỉ? Tổng góc này nhá, cộng này lại là 96,6 độ, đúng không? Các bạn có góc phi là tính cái thằng nhỏ nhỏ này này, đúng không? Nhỏ này này. Đấy, vì cái này vuông mà. Các bạn lấy là 90 trừ cho answer, xong đấy 96,6 trừ cho answer tiếp là ra góc này của các bạn cần tính cái này. Đấy chưa? Nha, là 59,22 độ. 228 độ. Và cos cái này là xong, cos answer là xong. Nó ra là 0,51. Đấy chưa? Đấy, đáp án đi. Ok. Rồi. Rồi, thì các bạn tính nhá. Đấy, thầy chỉ giới thiệu qua thôi, đấy chưa? Thầy uy thật sự. Ok, đấy, vì đây là quyền lợi của những bạn nhóm kín nên là thầy chỉ được như vậy thôi, hết cỡ rồi. Đấy chưa? Hết cỡ rồi. Nha. Thực ra đáng cái là không nên nói cái này ngoài tường đâu này. Nói này tắt đi, xóa luôn. Tắt luôn. Không phải là thầy giấu bài, không phải thầy là gì hết, bởi vì đây là quyền lợi của những bạn nhóm kín học với thầy. Đấy chưa? Nên là các bạn thông cảm nha. Đấy chưa? Những cái gì hay thì không thể tung hết ra ngoài được. Thông cảm hộ thầy nha. Thầy vẫn thích là lan tỏa kiến thức, nhưng mà thôi nhá, tại vì các bạn đi mất tiền đăng ký học thầy rồi, thầy phải giữ lại, được chưa? Giữ lại nha. Còn nó cũng chẳng có gì ghê gớm đâu, nhưng đấy là các bạn ấy học thầy vì điều đấy mà cuối cùng lại thầy lại mang điều đấy đi ra ngoài dạy thì nó làm gì nữa, đúng không? Các bạn chửi thầy đúng không nhỉ? Sống nó phải có đạo đức, đúng không các bạn nhỉ? Làm nghề bất kỳ nghề gì, đúng không, nó phải có, nó phải liêm sỉ, đúng không? Ok. Nghĩ là mất tiền rồi thì được một cái gì đó hơn, đúng không? Chứ không bây giờ nhà dạy free hết. Đấy, kiểu thế. Thấy chưa nhỉ? Các bạn thông cảm nhá.
Ok. Đấy chưa? Rất thông cảm hộ thầy. Thầy thì như vậy thôi, đấy chưa? Vì thầy đã hứa các bạn là thầy sẽ không tung hiện ra ngoài rồi, đấy chưa? Nha. Nha, thông cảm nhá. Rất hiểu cho thầy, đấy chưa? Thì thầy hứa với mọi người thầy sẽ không tung hiện ra ngoài rồi, đấy chưa? Còn các bạn thích thì đấy, có thể tham khảo các cách giải khác, tùy các bạn, đấy chưa? Thầy thì như vậy thôi. Thầy thì chỉ vậy được vậy thôi nha, vậy thôi, chỉ vậy thôi. Ok nhá. Ok nhá, được rồi nhá. Rồi, cảm ơn bạn Châu Thùy nhá. Ờ, cái này thì đã like trong nhóm kín rồi. Em vào trong nhóm kín em xem cái là chuỗi các phương pháp giải toán đi. Thấy chưa? Em vào nhóm kín em xem là chuỗi các cái gì nhỉ? Chuỗi các phương pháp giải toán là về quy đổi góc này, đơn trục này, giản đồ này, số phức này, cạnh hóa tỷ lệ này, tỷ lệ hóa này. Trong cái chuỗi live stream đấy thầy đã dạy hết các phương pháp rồi, vào nhóm kín xem nhá. Được chưa? Vào nhóm kín xem nhá. Được chưa? Vào nhóm kín xem, các bạn uy tín. Vào nhóm kín xem nhá. Thầy đã like hết, thầy cái câu nãy thầy đã like trong nhóm kín thầy chữa rất là chậm, rất là dễ hiểu rồi nhá. Cái câu vừa xong ấy, cái câu cạnh hóa tỷ lệ vừa xong ấy. Được chưa? Ok, thế nhá. Thầy đã like rất là chậm, thầy đã dạy chi tiết phương pháp đấy rồi và rất là chậm chạp rồi. Đấy, còn ngoài tường thì liên thoáng tí thôi, được chưa? Nhá, được rồi. Các bạn nhiều người bảo thầy không biết giải một câu khó thì chỉ cứ coi như thế đi, được chưa? Kệ thầy. Cái gì hay tôi để lại trong nhóm thì được. Ok rồi, thế nhá. Rồi chào các bạn nhá, bye bye nhá.